Tin mới về sức khỏe hai nạn nhân nặng nhất vụ xe ô tô tông liên hoàn nhiều xe máy tại Hà Nội. Theo các bác sĩ, sau gần một tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhi 3 tuổi và nam thanh niên 28 tuổi trong vụ xe ô tô tông 17 xe máy tại Hà Nội vẫn đang được chăm sóc tích cực. Mới đây, các bác sĩ đã chia sẻ thông tin mới về sức khỏe bệnh nhi 3 tuổi và nam thanh niên 28 tuổi. Đây là hai bệnh nhân nặng nhất trong vụ tai nạn xe ô tô tông liên hoàn tại khu vực ngã tư Võ Trí Công, Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ. Theo LLDO, sau 6 ngày điều trị, nam bệnh nhân DVC, 28 tuổi, quê Thái Bình, đang điều trị tại bệnh viện E vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Đây là trường hợp bị chấn thương nặng trong vụ tai nạn xe ô tô tông liên hoàn mà cơ sở y tế này tiếp nhận. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị hồi sức tích cực. Tại thời điểm nhập viện chiều 5 tháng 4, các bác sĩ cho biết bệnh nhân có tiên lượng rất nặng. Nam bệnh nhân này bị đa chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi hai bên, gãy xương vai phải. Ngoài bệnh nhân C, các bác sĩ bệnh viện E cũng đang điều trị cho nhiều nạn nhân khác, trong đó có nữ bệnh nhân BTT, 30 tuổi. Mẹ của bé gái 3 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bị đa chấn thương sọ não. Bệnh nhân T cũng được chuyển đến trong tình trạng bị đa chấn thương nặng, chấn thương sọ não, chảy máu màng mềm vùng đỉnh phải, vết thương hàm mặt, chấn thương khung chậu. Chia sẻ về trường hợp bệnh nhi 3 tuổi bị thương rất nặng, bác sĩ Cao Việt Tùng, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho hay, sức khỏe của cháu bé đã có chuyển biến tích cực. Hiện bệnh nhi đang được cai máy thở. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn đang được chăm sóc tích cực, phải cách ly người thân. Trước đó, như chuyên trang Gia đình và Xã hội đưa tin, vào khoảng 16 giờ 07 phút ngày 5 tháng 4 năm 2023, tại khu vực ngã tư Võ Trí Công, Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô biển kiểm soát 29A08312 với 17 xe máy. Hậu quả đến nay chưa có người tử vong, có 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại các bệnh viện. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, lái xe ô tô biển kiểm soát 29A08312 là Hoàng Ngọc Vĩnh, sinh năm 1960, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Kiểm tra không phát hiện lái xe ô tô có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Cơ quan công an xác định, chiều ngày 5 tháng 4 năm 2023, ông Vĩnh điều khiển xe ô tô nêu trên chở vợ đi từ nhà ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đến bệnh viện tim để khám bệnh. Đến 16 giờ cùng ngày thì lái xe đi về, trong khi điều khiển đã không kiểm soát được tốc độ nên đã gây tai nạn.